Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với AOE 2 Definitive Edition. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chơi bản AOE 2 HD hơn hẳn bản HD bình thường. Thì đó, thì rằng là cũng gần một tháng, gần một tháng kể từ khi mình làm cái vid cuối cùng. Thì bây giờ rằng là để mà nói mình quay trở lại hay không thì mình chưa biết được. Bởi vì là mình cũng không thực sự rảnh lắm. Bởi vì dù gì mình lớp 12 mà, và mình đã đang trong quá trình chuẩn bị đi du học và thi đại học và đủ kiểu. Và đó, thì nói chung rằng là sẽ có thể không làm thường xuyên như ngày xưa nữa. Ok, thì AOE 2 Definitive Edition ra khoảng tầm 2 tuần nữa sau. Mình định làm bao lần đấy, nhưng mà bởi vì cái down game này mình cũng không có tiền để mình mua nữa. Và nó cũng mất tầm 30GB. Vậy nên rằng là mình đã mất rất nhiều thời gian để down về. Và rồi ok, chúng ta đã down về được. Và bản này đồ họa rất đẹp, tuy nhiên là máy mình nó cũng không không cần được cho lắm. Thực sự ấy, không cần được cho lắm đâu. Hiện tại đang là 30fps ở menu. Mình đã bật vi sinh lên rồi. Thì có lẽ rằng là để mà chơi ngắn ngắn một tí thì mình sẽ thử cái story của battle nhá. Chơi bao nhiêu lâu để chơi. Và có lẽ là chúng ta sẽ chơi thử trận Kyoto in the Frictious Sengoku Period. Bởi vì châu Á mà, thì mình cũng khá là quan tâm việc chơi ở châu Á. Khá là Lake Poyang nhở. As the Mongol Yuan Dynasty loses its grip on China, thì nhà Nguyên thời gian này là đang bị suy yếu rồi. Thì người Hán là nó cái này hơi sai vì hồi đấy là Chu Nguyên Chương đúng không nhỉ? Là xưng là Ngô Vương. Hiện tại chưa xưng nhà Minh làm gì cả. Bao giờ ông chiếm Bắc Kinh, à ông chiếm được và ông mới xưng đế thì ông mới xưng nhà Minh. Chưa có lại mình chịu thôi. Giữa hai ngày mình nghĩ nên chơi nào nhỉ? Kurikara, cái này thời gian sớm hơn này, thời mạc phủ Makimura. Không phải Makimura gì đó, mình quên mất tên rồi. Thôi rồi, chắc là có khi mình sẽ chơi thử cái Lake Poyang đi. Chơi thử cái. In the distance, wooden towers as tall as giants take shape in the dense morning fog that hovers over the vast Poyang Lake. These wooden islands, each carrying 2,000 or 3,000 men and horses, are tall enough to scale the Mongol Yuan dynasty is on the verge. The Ming, however, are not prepared to surrender Nongchang so easily. And their army sails north to face the Han. The Ming general Zhu Yuanzhang is outnumbered. Chủ yếu là mình cũng lịch sử thì cái này mình không nhớ lắm đâu. Thời gian này mình không đọc nhiều lắm nên là mình cũng chả hiểu gì cả. Nên là cứ chơi thử đã, rồi học lịch sử sau. Cũng khá là tiếc là nó không có trận chiến nào của Việt Nam lắm cả. Thì Việt Nam là một trong những quốc gia có trong game này. Và trong bản này, theo như mình nhớ ấy, là trong cái bản Definitive Edition thì Việt Nam đã chính thức được theo cái hệ nhà theo kiểu châu Đông Á ấy. Chứ bình thường là Việt Nam sẽ theo cái kiểu nhà như kiểu người Ấn Độ với cả người Champa, Campuchia và đủ kiểu. Thì bây giờ nó đã sửa lại rồi và sẽ theo hệ nhà bình thường. Và chúng ta xem nào nhá. Và có gì các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cái mình. Ok chứ? Clear the way for the first shipment for the Nanchang Temple Complex. Có lẽ là nhiệm vụ chúng mình sẽ chỉ quay trong khoảng tầm 25 phút thôi nhé. Bởi vì rằng là hôm nay mình cũng bận, tiết lúc nào mình chả bận mà. Thì chỉ quay thế thôi. Clear the way mở đường cho cái tiếp viện đầu tiên đến đền thờ Nanchang or something. Và tất nhiên rồi là mình đã chơi Crack thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ chơi Kodak nhé. Shipments for the construction of the great temple in Nanchang will be here shortly as well. Watch out, Admiral! The enemy navy is blocking the passage ahead. No worries. We will blast their ships into a million pieces. Hey, tấn công. thuyền chúng ta thuyền lửa. Thì vậy nên rằng là chúng ta đang quẩy. Phải đấy. Rồi ok, chúng ta chiến thắng. Tuy nhiên rằng là chúng ta là chết ai không? We have constructed this mighty trebuchet to help you tear down the enemy towers. Chúng ta phải zoom mà được nhé. Và hiện tại rằng là mình đang không thể nào mà tìm hiểu được vị trí là chúng ta làm gì bây giờ đây. Bọn máy, từ từ, chúng ta đang có hai thuyền này ở đây, thì bọn máy có thể lùi xuống đây đâu? Clear the way for the first shipment. Bọn máy xuống đây đâu? Disembark. Rồi ok, ngon này. Bọn máy sẽ lùi đây này. Một số thằng bọn máy, người nông dân ấy thì ra bên này chặt đường của tao này. Một số thằng còn lại thì nên làm gì bây giờ? Chắc là nói chung là cứ xây dựng cho tôi thêm một cái ruộng đi nhỉ. Bây giờ thêm một người ra đây chặt gỗ tôi, bởi vì có gì rằng là chúng ta sẽ dựng cho một cái cảng đây nhỉ. Cảng đây là cũng khá là ok đấy. Nãy xây dựng được mà nhỉ. Mày lùi ra khỏi đây cái.
Thừa tên thằng nào nhỉ? Chúng ta phải sửa thuyền nhé. Bọn mày lùi về đây cho tao sửa thuyền đi nhỉ. Thôi bọn mày lên thuyền đi cái. Ông này lùi đây cho tôi cái. Bởi vì mình nói thật đấy là mình không hẳn là chuyên về cái AOE 2. Nếu mà nói ra ấy, thì là mình sẽ chuyên hơn hẳn về cái game là AOE 1, 2, 1 và 3. Mày có thể lên thuyền được không? Hả con? Đợi tí nhá, mình đang không biết lên kiểu gì đây. Rồi ok, mày ra đây này. Có lẽ trong lúc này chúng ta sẽ điều động thủy binh, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển vào đây cái này. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Mất thời gian nhở? Mày về đây. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là... hoán đây đi. Sao bọn này đang ở đây? Chỗ này nó đang hơi có vấn đề nhỉ. Chúng ta sẽ bị sập thuyền ở đây mất. Chết rồi. Mình đang chơi hơi ngu quá không nhỉ? Mình nghĩ là mình đang chơi hơi ngu quá thật đấy. Ok, no, chúng ta đang thua khá nặng nề đấy. Hạ rồi tháp này cái. Có bao nhiêu cái tháp này đang khá là khó hạ này. Thôi bọn mày lùi đi, lùi đây. Chúng ta bị công khá nặng nề này. Thực sự đấy, rằng là chúng ta đang bị chết khá là nhiều. Mình đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Clear the way for the first transport ship có nghĩa rằng là chúng ta sẽ... Oh my god. Mình không biết là chúng ta phải mở đường bằng cách là chúng ta sẽ cùng dùng bộ binh để tấn công bọn này. Và thế rằng là chúng ta đã thua. Oh my god, mình đang chả biết chơi cái gì cả. Thôi rồi, thoát ra. Quick current game. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh. Bởi vì rằng là mình biết rằng là có rất nhiều người sẽ lại chửi mình là bạn đã bình luận chán rồi, bạn lại còn chơi game chán hơn. Kệ đi, mình đang chơi và hãy kệ mình. Bởi vì là đây là lần đầu tiên mình chơi thử và chúng ta cũng đang chưa biết thế nào. The Art of War sao? Challenge mission, unlock the strategic mission of Sun Tzu. Advanced to Feudal Age, Imperial Age, kill 5 enemy manager. Cái này là kiểu như là một cái challenge hay sao ấy, là chúng ta sẽ cần phải cố gắng để xong được trong vòng một thời gian nhất định, là chúng ta sẽ cần phải có đạt được cái vàng đủ kiểu kia. Cái đấy có vẻ như không có hay lắm. Campaign. Mình vẫn đang bị đau họng quá. Bây giờ chúng ta sẽ có cái African campaign, cái campaign là chúng ta sẽ chia từ khu vực là Asia xong rồi lại Europe. Và tại sao là lê lợi tận khu vực trên phía Bắc này? Mình từng quay này rồi nhá. Mình từng quay cái Đại Việt Uprising rồi. Và chúng ta phải thấy rằng là Đại Việt Uprising làm khởi nghĩa Lam Sơn, khởi nghĩa bắt đầu Thanh Hóa, chứ không phải là tận khu vực phía Bắc, trên khu vực đất phần Nam của người Trung Quốc đâu. The kingdom of Đại Việt is no more. A storm came from the north and plunged the land into darkness. Torn apart by foreign soldiers. Yeah, nói chung là cứ kệ đi và chúng ta sẽ bắt đầu vào thử. Bởi vì siêu cùng lịch sử của bọn này làm khá là sai ở Việt Nam, thì vậy nên rằng là thường là mọi người có thể biết rằng là bị chửi Việt Nam, cái video bị chửi khá là nhiều, game này bị chửi khá là nhiều bởi vì rằng là nó bị khá là sai lịch sử Việt Nam khá là nhiều. Thì các bạn nào mà chơi thử sẽ biết ngay rằng là nó sai cái gì. Nhìn vào map thôi là đã là sai rồi. Tại sao rằng là nó không cho cái map như kiểu là khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu từ Thanh Hóa, sau đó xuống Nghệ An, rồi sau đó mở rộng phía Bắc, như vậy có phải tốt hơn không? Mà lại bây giờ lại kiểu kéo dài từ con đường trên phía Bắc là khu vực phía Tiên Quang xuống làm gì? The Trịnh and the Nguyễn are two powerful Vietnamese families that support your cause. Nhà Trịnh, họ Trịnh và họ Nguyễn là hai gia đình mạnh mẽ ở Việt Nam đang ủng hộ sự nghiệp của bạn. Họ sẽ cố gắng chống lại nhà Minh, tuy nhiên rằng là sẽ phụ thuộc vào bạn để được bảo vệ. Nếu mà bạn mất một trong hai, bạn sẽ thua nếu mất một trong hai. Và chúng ta sẽ cần phải giải cứu các làng mạc Việt Nam gì đó. There are many villages in the area currently under the control of Ming forces. We should avoid open confrontation, but we still need to liberate our brethren. Xin tuân lệnh. Đợi tí á, chúng ta phải tập quân đội về đây cả. Ở đây chúng ta không có gì mà đầu tư được nhỉ?
Thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ có trâu bò cơ. Ủa kinh nhở. Được đấy, water buffalo. Đúng như kiểu Việt Nam luôn. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta phải làm gì? Giải cứu từng làm một đúng không? Rồi ok, thì bây giờ bọn mày sẽ xuống đây trước này. Ai đây? Lê Lợi à? Lê Lợi. Từ Lê Lợi đâu nhỉ? Đây là ai? Codex Việt Nam Miss. Mình sẽ chơi một lúc nhá. Thì bởi vì cái nhiệm vụ mình cũng làm rồi nên là mình cũng không có hứng làm tiếp lắm. Thì chúng ta sẽ giải cứu khoảng tầm 2 cái làng đi. Rồi sẽ tạm như vậy kìa. Chúng ta xuống đây giải cứu cái làng này đầu tiên này. Mấy con voi sẽ trợ giúp mình húc đổ mấy cái tháp ở đây cái. Nhiệm vụ này nó khá là khó, thực sự là rất khó luôn. Mình có thể nói là vậy, cực kỳ khó. Ô vãi cướp mấy con kỵ binh đánh nhau ở đây nó sẽ... Đây là chung xịn đấy. Hề chung xịn VL luôn. Ô chết con voi mình rồi. Có vẻ như chúng ta... Ê đừng để Lợi chết, đừng để Lê Lợi chết. Ơ sao chúng ta chết nhiều. Thua rõ ràng luôn rồi. Fuck. Chúng ta không có đội ở đây à? Hả? Ơ sao không là khó đấy. Leloa has been wounded in combat. Let us take him back to the camp for him to recover. Nói chung chúng ta thắng được, tuy nhiên rằng là kiểu theo như mình nhớ là nó không thiệt hại nhiều này cơ. Thực sự là mình không nhớ nó thiệt hại nhiều này. Con voi này mình sắp chết chưa? Mỗi lần bắn là trừ một máu. Chúng ta đang có giết được nó không? Không, từ đợi tí. Nếu mà chúng ta phá sập cái tháp này thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ may ra là có cơ sở tấn công tiếp. mình bảo rồi nhá, là mình chơi không giỏi. Và lần này mình cũng không ngờ nó kiểu nó khó đến thế. Chukonu là cái quân lính đặc trưng của người Trung Quốc. Cái nỏ gì đó sao? Con voi này của mình sẽ chết trước. từ, restart lại đã. Không biết là sau cái ngày hôm nay mình nên chơi cái gì tiếp với cái game này nhỉ? Close này, sau đó là there are many villages in the vừa nãy cái currently under the control of Ming forces. We should avoid. Rồi okay này. Hint là sao nào? Just a bunch of nghĩa rằng là chúng ta sẽ không nên tấn công bọn này á. Thế nhưng bây giờ vấn đề trên bắc này chúng ta phải cứu được bọn này sẽ ok này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải tập trung tất cả các đội chúng ta về đây này. Chỉ là vấn đề rằng là chúng ta sẽ phải cứu bọn này kiểu gì thôi ấy. Là liberation bọn nó ấy. Là nghĩa là chúng ta sẽ phải giải phóng bọn nó. Tuy nhiên rằng là để mà giải phóng thì chúng ta sẽ cần phải đánh bại cái quân đội của nó ở đấy. Nhưng vấn đề là tìm quân đội, tìm quân đô gia giải phóng ấy. Mình không nhớ là mình chơi kiểu gì. Trước mình chơi rồi. Dân nữ xin làm ngay. Dạ bẩm, có dân nữ. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân nữ hay ra đây chơi đùa với ta, bất chấp nào. Water buffalo là trâu. Nó gọi là trâu thì chẳng nói gì đâu. Xin phụ mệnh, xin tuân lệnh. Yeah, God. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh. Mình tầm giữa tháng 12 là mình sẽ có kết quả việc áp đi du học, xem tiểu nào. Tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ. Ai trời, tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Sao còn Malay Pirates thì mình sao nó không có Lào nhỉ? Tiểu nhân đã rõ. Bởi vì nếu mà Thanh Hóa thì theo như mình nhớ là ban đầu là người Lào có ủng hộ quân đội của Lê Lợi, tuy nhiên sau đó là dưới áp lực của nhà Minh thì họ cũng phải là làm cái gì? Họ đã phải cái bọn kỵ binh vừa nãy mạnh quá là mình cũng chết hơn nhiều. Có vãi cướp của nó còn thuyền nữa cơ kìa. Mày hay ra đây mày xử lý tao cái thuyền này đâu.
Vãi ở cút kìa. Sao này khó đấy. Thôi rồi, quyết đi, quyết đi, quyết đi. Bởi vì mình đang không, mình đang thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Từ chúng ta không được tấn công ở đấy. Biết rồi, là chúng ta đợi tí, bình tĩnh lại nào. Mình biết rằng là sau lần này là mình sẽ bị chửi khá là nhiều ấy, nhưng mà there are many villages in the area. Bởi vì mình bảo rồi rằng là mình không thực sự chuyên hẳn về cái game này. Và phần 1 và phần 3 là mấy cái phần mình chơi chuyên hẳn cơ. Còn cái này mình chịu, mình chơi rất ít cái phần 2. Phần 2 bởi vì là mình cũng không thấy thích lắm. Giờ bây giờ nó có cái phần mới thì cũng ok thôi, nhưng mình cũng chưa bao thích phần này lắm. You start without town center have many fortified camps in the region. Không nên tấn công. The Rotten Archers thì nó sẽ chống lại quân đội của Chukonu rất tốt này. Thì cái vấn đề đấy, mình không được tấn công. Thì mình phải làm gì bây giờ? We should avoid open confrontation, but we still need to liberate our brethren. Thôi nhá, bọn mày nhá. Ông, bây giờ thì bây giờ chúng ta đầu tiên sẽ đuổi đến này. Điện hạ có gì sai bảo? Chặt cây cho tôi cái nhỉ? Xây dựng cho tôi cái này kìa. Rồi sau đó là... Dân nữ xin chờ lại, điện hạ có gì sai bảo? Ê, đừng giữ đường trâu rồi. Bây giờ ấy, ông đi chạy trên đường và ông xem cho tôi là chúng ta có thể làm những cái gì thế nào. Dạ bẩm, có thảo dân. Dân của ta là kiến điện hạ. Lên đây xây dựng cho tôi này kìa. Thực sự là mình đã không biết phải làm gì. Thế nhưng mình nhớ là một trong hai cái làng mạc của nhà Trịnh với nhà Nguyễn là khu vực gần đây này. Thì nếu mà chúng ta đến đấy được thì chúng ta có thể là sẽ có một đội tiên viện. Đi ra. Xuống đây này. Chúng ta mà đi trên đường là chúng ta... Ê! Chết. Đừng chết. Ta vẫn cần mày. Rồi, ok này, đợi tí này. Về đây này. Xuyên thông chưa? Chưa xong rồi. Dạ bẩm, có dân nữ, dân phu tuân mệnh. Xin phụng mệnh. Chú lần này chúng ta xem thử xem chơi nào cho vui vui nhá. Chứ nó không mà cũng không phải có gì đó nó quá là nghiêm trọng việc là phải thắng hay không. Nếu mà các bạn muốn xem mình thắng hay không thì là các bạn có lẽ xem phải đợi lần sau. Bởi vì là lần này là mình đang chơi ngu. Oh my god, I'm so stupid about this. Xông lên, giết. Giết cái gì mà giết, đợi tí. Đây là một cái nhà của nhà người Trung này. Chúng ta phải giết bọn họ được, nhưng mà mình cũng không phải là người bất nhân. Chúng ta là người Trung Nghĩa, chúng ta không giết dân của họ làm gì cả. Ô, núi gì đấy? Our family has always cared for the fate of our people. We will help drive away the Ming. Thực sự nhà Nguyễn, mình họ Nguyễn thì trong giai đoạn này mình không nhớ là họ quyền lực gì lắm cả. Vậy có nghĩa rằng là chúng ta và quân đội nó quanh đây hỗ trợ không? Không có ai à? Thế này thì đánh kiểu gì? Má ơi! Đánh kiểu gì bây giờ? Bái kiến điện hạ. Nếu bây giờ chúng ta xây dựng cái nhà chính này đâu? Vẫn xây được này. Dân phu. Xây đây được này. Tuy nhiên rằng là để mà giải cứu được một cái ngôi làng thì chúng ta cần quân đội. Mà tuy nhiên rằng là bây giờ chúng ta không quân đội nào cả. Cái này sửa này, các bạn mà xem cái bản HD ấy, là các bạn có thể thấy rằng là quân đội của là cái căn nhà đấy nó sẽ mang theo cái phong cách của người Đông Nam Á hơn. Có thể nhìn rõ ràng luôn là đấy là mong của người Đông Nam Á. Tôi cần thêm quân đội này. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái này. Cho tôi một cái nhà lính đi coi. Dân phu. Thực sự đang hơi fail đấy. Chúng ta vẫn chưa có sự hỗ trợ của đội mới ở đây thì... Vậy nên rằng là để mà có thể chiến thắng được thì nó cũng hơi khó nhỉ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Hờ. Khó đấy. Tiểu nhân đã rõ. Từ từ nào. Hints. Chúng ta sẽ chỉ bị giới hạn đến 100 population limit thôi. Tiểu nhân đã rõ. Thôi bọn mày đứng đây.
Điện hạ có gì sai không? Có tướng nhân hiểu nhân gặp đây. Giết phục mệnh. Tiến công. Điện hạ có gì sai không? Giết. Xin phục mệnh. Xin tướng hiểu nhân giả đoán đây. Giết. Có tướng nhân. Điện hạ có gì sai không? Có tướng nhân. Rồi ok, chúng ta chiến thắng khá là dễ dàng ở đây. Nhưng đằng sau này sẽ có một số lính nữa này. Ok, thế này chúng ta sẽ giải phóng cái làng này xem. Ồ vãi cứt. Thả tôi nốt cái này cái. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân làm cái của đây. Điện hạ có gì sẽ bảo. Đấy, cái tháp phải sụp đổ khá đẹp này. Sao bọn mày ra đây hỗ trợ tao xử lý bọn này đi này. Voi tôi chết rồi, trời ơi, voi tôi. Thực sự là bây giờ chơi khó hẳn ý. Thế luôn ý là hồi trước là mình chơi. Thôi nghỉ đi. Nói chung là hôm nay chúng ta sẽ test thử như này thôi. Mình biết là mình chơi ngu biết vậy, nhưng mà nói chung là thử vậy thôi nhá. Vậy đó. Thì bye bye, nhớ like và subscribe. Ok chứ? Ok.